Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HP Photoshop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta xử lý một cái ảnh chân dung à, ảnh này. À, stock này là của bạn Anh Sơn nhé. Thì cái link này thì mình để stock này thì bạn có thể tải ở dưới phần description phần mô tả hoặc là dưới phần comment để các bạn thực hành cùng mình. Cái mà mình làm hôm nay là chúng ta sẽ chuyển cái ảnh à, ảnh chân dung của người chụp buổi sáng như này hình như đây là ảnh chụp buổi chiều mình coi info thì nó loanh quanh khoảng cỡ năm giờ rưỡi chiều thì mình sẽ chuyển nó thành ảnh buổi tối ha một ghép thêm một số ánh sáng và làm cho bức ảnh của chúng ta nó lung linh hơn bình thường ha Rồi ok, các bạn đã tải cái stock về chưa? Nhớ tải nhá. Thì bây giờ mình sẽ mở cái à, hình này với Photoshop. À, cái thời điểm mà mình đang làm cái video này thì nó là mùng à, 72 Tết. <laughs> Tết con chuột thì phải. Thì à, mình <laughs> thì không biết là anh em nghỉ Tết như thế nào rồi, nhưng mà với cá nhân mình thì đuối lắm rồi. OK thì với cái hình à, hình RAW như này à, thì các bạn sẽ đầu tiên là mình sẽ xử lý một chút xíu về cái lỗi của cái lens nhé. Mình sẽ remove chromatic aberration và bật cái enable profile correction lên để nó khử những cái à, tối xung quanh. Lý do là bởi vì tí nữa thì mình sẽ làm cho cái hình này nó bị chìm tối xuống, chuyển cảnh hình đêm mà Cho nên là những cái vùng à, tối à, của cái lens khi mà nếu như mà mình không fix lại á thì tí nữa lúc mà mình rẻ dìm tối đi á thì cái hình của ta bốn cái tô bốn cái góc á nó bị đen thôi luôn cho nên là mình không thích mình cảm thấy như vậy là xấu lắm cho nên là mình cũng sẽ không mình sẽ khử nó đi ha sharpening mình tăng lên à, nhớ tăng masking lên nhé đó để và nó nó tăng nét lên à, sharpening là nét mà ha noise reduction mình sẽ tăng nhẹ lên để chúng ta có một cái ảnh nó ấy, mịn màng hơn ở đây exposure thì mình sẽ tăng nhẹ lên một chút xíu contrast à contrast có thể là mình tăng ít thôi highlight mình giảm bớt highlight mình giảm bớt lại để chúng ta thấy nhiều cái chi tiết nhất có thể shadow mình sẽ tăng lý do là bởi vì mình muốn cho cái phần uh, phía dưới tóc này nó rõ lên chứ không cái hình phía đậm như thế này này cái này mà các bạn không tăng shadow lên á, thì nhiều khi tí nữa các bạn uh, làm xong hình các bạn xuất ra thì các bạn phát hiện ra nguyên một cục màu đen ở phía sau odd thì nhìn nó kỳ lắm texture <laughs> mình sẽ tăng nhẹ clarity mình giảm bớt đi để nhìn cho cái hình chúng ta nó mịn màng chút xíu ha. Rồi đi hay mình sẽ tăng nhẹ. mình cũng sẽ tăng nhẹ. Ok, xong. Nhưng mà trước khi mình bấm open image, các bạn sẽ click vào cái Adobe RGB ở đây và mình sẽ tích vào là open Photoshop uh, as Smart Object Lý do là tí nữa là mình sẽ muốn mình uh, làm thêm một cái ước mình làm dìm tối ở trong Camera Raw ha. Thì đó, sau khi các bạn check xong rồi các bạn nhấn OK ha. Check vào Open in Photoshop as Smart Object Các bạn click OK Ở à đây các bạn sẽ bấm là Open Object Ha, nó sẽ đẩy cái hình này vô trong Photoshop giúp chúng ta rồi, hình uh, subscription e <laughs> lại phải mua khổ thế ok rồi đó thì các bạn thể để ý ngay là hình chúng ta bây giờ nó sẽ là smart object này ha smart object à, thì có nghĩa là các bạn click đôi và nó sẽ mở cái camera <laughs> raw lên à, cho anh em mình sẽ tắt cái âm thanh của mình. đó chúng ta sẽ mở camera raw lên ha thì ở đây á mình sẽ nhân đôi cái bức hình này lên và ở cái bức hình ở dưới này thì mình sẽ À, bức hình ở trên này chứ. Mình sẽ click để mà click chuột phải nó và chọn là Rasterize layer. Rasterize layer hoặc là các bạn sử dụng rồi các bạn click ở đây cũng động sẽ hiện ra. Cái thông báo là hỏi bạn là các bạn muốn chuyển cái hình này về à, layer bình thường không thì các bạn nhấn ok thì nó sẽ chuyển về layer bình thường ha. Rồi layer ở dưới mình sẽ nhân đôi lên cái nữa và mình tắt này đi tắt con mắt đi lý do là bây giờ cái cái layer này thì mình sẽ dìm tối nha nhưng mà mình muốn lưu lại một cái ảnh raw để tí nữa lỡ có gì thì còn dùng lại được ha các bạn click đôi vào đây mình nhớ không nhầm nếu như mà mình làm như thế này thì tí nữa ở dưới này nó cũng thành màu đen nhưng mà không sao cả ha ở đây mình sẽ sử dụng là exposure mình sẽ giảm xuống đó giảm xuống tới cái mức nào mà các bạn cảm thấy màu đen này nó ok nhá đừng đen quá đừng quá nhìn kỳ lắm À, nhưng mà contrast mình sẽ giảm nhẹ đi bởi vì mình muốn là có nhiều chi tiết ở khu vực tối một chút xíu nhìn cho nó đẹp chứ còn mà đen thui rồi luôn nhìn kỳ lạ rồi temperature mình sẽ giảm nhẹ xuống để chúng ta có một cái cái nền ở phía sau nó nó lạnh màu hơn bởi vì cảnh đêm mà đêm thì à, nó cũng sẽ lạnh một chút xíu kiểu như vậy ha shadow thì có thể là mình tăng lên chút xíu bởi vì như mình nói đó mình muốn thấy nhiều chi tiết texture mình tăng clarity mình cho về không hoặc là các bạn tăng lên một chút xíu cũng được. Vibrant thì mình sẽ dìm cái màu lại chút xíu về 11 đi. Saturation mình cũng sẽ giảm nhẹ. Và đây các bạn click OK. Đó. Thì ở cái Smart Object phía dưới này nó cũng sẽ đổi. Và nếu như mình không nhầm thì cái layer mà không có không có chữ copy này nó cũng sẽ đổi theo. Bởi vì nó là Smart Object. Đó. <laughs> Nhưng mà không sao cả. Cái ở dưới này mình sẽ còn thay đổi được ha. Đó. Vì thì bây giờ chúng ta sẽ có hai cái layer. Uh, mình cũng sẽ rasterize cái layer này luôn. Đó, mình sử dụng first click một phát và chọn là ok. Để chúng ta chuyển về layer bình thường. Đó. Rồi, ở đây thì chúng ta làm đơn giản thôi, chúng ta tạo một cái uh, layer mask ha. Nhưng mà để cho nó nhanh thì mình sẽ select uh, subject ha. Nếu như các bạn sử dụng nghìn 2018 uh, chấm 5 trở lên, đại khái là 2018 nhưng mà phiên bản về sau, như là 2018 có rồi thì nó sẽ có select subject các bạn vào select các bạn chọn là Subject nó sẽ tự động nó chọn vùng cái uh, người mẫu hoặc là những cái uh, gọi là những cái 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 uh, những khu vực mà gọi là nó là gì nhỉ là khu vực Subject <cười> <cười> ok đại khái nó là những cái 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 chủ thể ở trong hình của chúng ta ha rồi ở đây mình muốn điều chỉnh lại một chút xíu uh, nó những có những khu vực thừa như này mình có thể sử dụng cái lasso tool ha hoặc là sử dụng cái quick selection tool đây các bạn click chuột phải đây các bạn sẽ thấy là quick selection tool click nhiều cái ha và đây mình sẽ để phía internet để mình trừ bớt những khu vực mà mình không muốn đi đó ví dụ như là khu vực uh, này khu vực cái uh, ô này mình cũng không có muốn uh, lấy nó cho nên là mình sẽ trừ khu vực uh, cái ô đi ha mình chỉ lấy người thôi mình chỉ lấy người thôi tất nhiên là về ánh sáng á, thì mình cũng sẽ phải xử lý một chút xíu nhưng mà đại khái là thế chọn vùng thì chúng ta cứ chọn sơ sơ như vậy cũng không cần thiết phải gọi là chúng ta phải kỹ quá ha bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý sau nữa máy của mình hiện tại đang là vừa retouch như thế này mà mình vừa có uh, quay màn hình nữa cho nên là nó hơi uh, đôi lúc nó sẽ lót đình hơi chậm thì anh mong anh em thông cảm nhé rồi đó anh à ấy tính ra là cái chất lượng nó khá là cao cho nên là chúng ta chọn vùng các thứ đồ nó cũng sẽ rất là dễ nếu các bạn nhớ để chúng ta bỏ bớt cái này đi các bạn đề phím internet nhé để phím internet để đó thu nhỏ này để phím internet để nó ra dấu trừ và chúng ta click vào bôi vào những khu vực chúng ta cần và khi các bạn chọn là auto enhance này thì tự động uh, Lightroom à uh, Photoshop nó sẽ nó nó sẽ chọn uh, khu vực gọi là đẹp nhất cho chúng ta ha chúng ta không cần phải chỉnh lại quá nhiều những cái thông tin này thì các bạn có thể coi ngay ở trong cái khóa học Photoshop cơ bản của mình thì mình cũng có phân tích khá là kỹ về tất cả cái công cụ để các bạn chọn màu ha, ơ oh, chọn vùng chọn vùng, <laughs> ok rồi đây mình sẽ sử dụng cái click quay trở lại cái uh, quick selection tool để mình có cái select and mask này nha, còn nếu như mà phiên bản cũ thì nó sẽ là refine edge ha, các bạn click vào select and mask, ở đây thì chúng ta có thể điều chỉnh lại một chút xíu um, để cho nó mượt hơn nè, tăng nhẹ cái Smooth lên Ví dụ như đây mình để 12, tất nhiên những cái thông số này thì Không phải hình nào cũng giống hình nào, cho nên là anh em không cần phải chúng ta quá chú tâm nhé uh, Feeder uh, Feeder Mình tăng nhẹ lên nhưng mà ít thôi Nhiều quá nhìn xấu lắm, Contrast mình tăng nhẹ lên hey, hey, Đơn giản là như vậy thôi New Layer with Layer Mask hả uh, Không, mình sẽ chọn là Selection Và chúng ta click OK rồi chúng ta sẽ có một selection như thế này Ở đây các bạn sẽ click vào cái layer mask ngay phía dưới này Khi chúng ta đang có vùng chọn nhé Các bạn đang có vùng chọn rồi Các bạn sẽ click vào layer mask Đó để chúng ta có một cái cảnh như thế này ha Để chúng ta có một cái cảnh như thế này Người mẫu chúng ta nổi bật lên nổi bật hơn ha và ở đây thì các bạn thể thấy ngay là người mẫu chúng ta đang nổi bật quá nổi bật quá ha cho nên là cái uh, bóng phía sau này mình cảm thấy là mình đang làm tối quá đà đang làm tối quá đà cho nên là mình sẽ nhân đôi cái layer backup hồi nãy ha bây giờ các bạn thấy nó nó có lợi hại chưa? chúng ta click vô thì chúng ta có thể thay đổi lại được cái thông số này ha đó ở đây thì mình sẽ tăng sáng lên chút xíu vừa thôi chứ hồi nãy là tối quá đó như vậy thôi còn ta click ok đó nó sẽ lại chạy và chúng ta lại có một cái layer mới tốt hơn ha với nguồn sáng gọi là đẹp hơn chứ không có xấu như hồi nãy nữa rồi, đó, ánh à, sáng về là khá ổn đi ha. Và ở đây mình có thể click vô cái layer mask này ha. Các bạn có thể click vô layer mask và ví dụ như các bạn muốn cho nó an toàn, các bạn backup đi thì các bạn có thể lại nhân đôi lên hoặc là các bạn click đè phím control và click vào layer mask này. Sau đó các bạn sẽ vào select và các bạn chọn là save selection. Để ví dụ như là chọn người đi, đó ví dụ như là tí nữa mà nó có vấn đề gì khi mà các bạn xử lý lại cái layer mask này và các bạn không vừa ý á, thì các bạn có thể chọn lại các bạn có thể select và chọn là lost selection và chọn là cái người ha các bạn chọn lại cái người đâu rồi treo nó đây chọn người để chúng ta có lấy lại cái selection hồi nãy ha ở đây mình sẽ click lại vào trong cái uh, layer người này mình sử dụng brush màu đen ha mình sẽ sử dụng brush màu đen uh, với hardness hardness là không phần trăm có nghĩa là độ cứng mình để về không phần trăm cho nó mềm lại ha để cho nó mình muốn bôi đi tại vì nguồn sáng của mình thì ở đây nó không có rõ ràng với nguồn sáng tuy nhiên là mình nghĩ là mình sẽ làm cho nguồn sáng nó từ bên bên phải bên phải vô ha cho nên là mình sẽ sử dụng cái brush màu đen này các bạn click bôi nhẹ vào phần người đó click bôi nhẹ vào phần người một chút xíu thôi ở phía này thì chắc chắn là dưới cánh tay ở dưới vùng nách hoặc là ở những khu vực gọi là không nên sáng không nên sáng tại vì, ôi, hơi 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 quá đà hơi quá đà uh, xin lỗi người mẫu <laughs> mình sẽ dẻo opacity xuống chút xíu nhé để lỡ có gì thì chúng ta còn sửa lại được đó thì mình sẽ uh, giảm bớt nguồn uh, sáng ở khu vực này ở phía sau cánh tay là chắc chắn là đen hơn sau cái tay chắc chắn đen hơn đó mình sẽ bôi nhẹ vào những khu vực mình muốn bóng tất nhiên là ánh sáng nó đang là từ trên xuống mà ánh sáng từ trên xuống này ờ, những cái bóng đèn tí nữa mình sẽ xử lý cái bóng đèn sau thì sau khi các bạn làm rồi thì tất nhiên các bạn sẽ phải điều chỉnh lại chút xíu ở phần bóng ở đây thì mình đang là lấy lại cái uh, chi tiết màu da cái vùng màu đen này là từ phía ở cái layer ở dưới nhé một chút xíu thôi như vậy thì nhiều quá đó mình sẽ bôi nhẹ những khu vực mà mình muốn cho nó có bóng một chút xíu đó ví dụ như là đây rồi ở đây ôi nó hướng lên trên cái cánh tay ngón tay ở trên rồi đó một chút xíu vậy thôi giảm opacity xuống chút xíu nữa để cho cái brush của chúng ta nó mềm lại mà và nó sẽ nhìn nó tự nhiên hơn kiểu vậy đó bôi nhẹ hơn bôi nhẹ thôi bôi nhẹ thôi ở đây thì nó chưa có tự nhiên lắm, mình sẽ dùng cái brush màu trắng này ha, mình sẽ để opacity cao lên và mình sẽ bôi nhẹ ở khu vực à, người, click vào đây, đó, và bôi nhẹ ở khu vực người, giảm opacity xuống chút xíu để nhìn cho nó tự nhiên hơn, ha, đó, sau khi fit xong thì các bạn cảm thấy như thế nào? Khá ổn đúng không? Nhìn cho nó tự nhiên hơn chút xíu để chúng ta có cái bóng ở phía dưới tay. À, khu vực ở dưới này thì mình nghĩ là cũng tạm tạm rồi tại vì à, khu vực cái tay này che mất thì ở phía dưới này tối là chuyện bình thường thôi ha nó không phải là gì gọi là quá đáng hay là, là cố tình dìm hàng hay là gì cả tí nữa mình sẽ xử lý retouch sau nếu như các bạn muốn rồi ở đây thì à, có lẽ là cái bóng à, bởi vì cái tay chắn này cho nên là phía sau này nó sẽ phải tối lại chút xíu ha mình sẽ làm dìm tối ở khu vực này luôn Uh, opacity mình tăng lên để chúng ta đi cho nó dễ chứ hồi nãy mình làm nhẹ quá à các bạn có thể làm cho cái khu vực này sử dụng brush quay trở lại này opacity cao chút xíu cái phần bóng của này thì nó phải nhiều hơn ha opacity giảm nhẹ lại để mình làm cho nó cái phần váy này chỉ có một nửa thôi một nửa là sáng thôi còn lại là tối uh, tóc cũng có thể như vậy luôn mình sử dụng cái brush màu đen cao cao chút xíu uh, vôi ở phần tóc để chúng ta khử bớt cái vùng sáng ở phần tóc đi đó và chúng ta có kết quả như thế này à, Các bạn cảm thấy như thế nào? Khá ổn đúng không? Khá ổn ha? Tùy theo cái ý muốn của các bạn như thế nào thôi Nếu các bạn kỹ tính thì các bạn làm kỹ hơn Còn như mình thì uh, mình khá là lười và cơ bản đây là một cái video hướng dẫn cho nên là mình cũng không có làm gì gọi là phức tạp quá làm gì cả ha như là lý luận của một thằng lười thì các bạn uh, có quyền tin hoặc là không tin <cười> <cười> Ok ở đây thì mình sẽ sử dụng cái brush màu trắng để mà mình lấy lại ở phần uh, ánh sáng ở trên phần cái ô này nhé. Bởi vì cái ô này tất nhiên là nó cũng phải có một chút xíu ánh sáng rồi Opacity mình sẽ giảm, bớt đi 20% thôi, đó Mình sẽ bôi vào phần ô này à Các bạn cứ việc bôi thôi, sau đó nếu các bạn không thích thì các bạn có thể giảm đi bằng uh, cái Brush màu đen ha, để chúng ta giảm bớt đi cũng được Đó, mình cảm thấy vậy là khá ổn Và tất nhiên phía dưới này cũng vậy nữa, mình sẽ phải làm ở dưới này cho nó sáng lên sáng lên một chút xíu, tại vì ánh sáng ở phần người mà, đó, đó như vậy thôi, một vài đốm sáng ở phía dưới, à, ít thôi, ít thôi. opacity mình sẽ giảm đi chút xíu, đó và các bạn sẽ click nhẹ nhẹ vài cái để chúng ta có cái ánh sáng từ cái đèn xuống. ha, sau khi xong rồi, à, mình có thể làm cho sáng sáng lên chút xíu nữa. rồi, khá ổn rồi. thì để cho nó là một cái ảnh buổi tối mà, thì đèn nó phải lên đèn, ha tối thì đèn phải lên điện <laughs> điện phải lên đèn hay là gì đó tùy các bạn thì bây giờ chúng ta sẽ làm cho cái cái uh, phần điện đóm này nó sáng lên ha các bạn sẽ click uh, control ship n để chúng ta tạo một layer mới ha control ship n n thấp á các bạn click OK chúng ta sẽ có layer mới và layer này chúng ta sẽ là layer cái đèn nhá rồi để vẽ đèn thì các bạn sẽ làm như sau các bạn sẽ uh, sử dụng những cái công cụ rất là cơ bản thôi ở đây mình không làm gì gọi là cao siêu cả ha mình sẽ sử dụng uh, lasso tool này các bạn bôi vào những cái khu vực uh, gọi là những cái phần hở đèn này. Đó, những cái phần mặt điện nó chắc chắn nó phát quang ra rồi. Ở đây thì các bạn để phím ship nhé, để chúng ta bôi thêm. Đó, à, những cái khu vực như thế này nữa. Tương tự như vậy với những khu vực khác ha. Rồi, ở đây sau khi các bạn đã chọn vùng xong ở những khu vực mà đèn nó sẽ lóe sáng hơn ra ha thì các bạn sẽ sử dụng quay trở lại nhớ nhớ chúng ta vẫn đang sử dụng lasso tool và chúng ta vẫn còn cái khu vực này nhé. Các bạn sẽ click chuột phải chọn feeder. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cái mức độ cho nó nhòe ha. ta làm cho cái khu vực chọn vùng chúng ta nó nhòe bớt ra nhìn nó tự nhiên. Thì ở đây các bạn có thể để 20, 30 hoặc là tăng giảm gì đó tùy theo cái hình của các bạn, tùy theo độ phân giải. Ở đây thì mình nghĩ chắc tầm 20 hay 30 giờ đó là phù hợp có thể để 20 đi, tại vì chúng ta đang cần một cái ánh sáng gắt nha, cần một cái ánh sáng gắt, cho nên là sau khi chúng ta đã có layer này rồi thì, thì ở đây mình sẽ sử dụng tạo một cái solid color ha, các bạn sẽ click vào cái ở phía dưới này, đang có vùng chọn rồi nhá, các bạn sẽ click vào cái new layer mask này và các bạn chọn là solid color ở trên cùng, và đây các bạn sẽ chọn cái phần màu đèn của các bạn ha, và cá nhân mình thì uh, tùy, các bạn thích cái màu nào. Các bạn có thể thích cho nó hơi ấm hơi nóng nóng một chút xíu ví dụ như là hơi màu cam cam không hay là nó vàng vàng một chút xíu đó như tầm này đi à, mình nghĩ tầm này là khá ổn nha cho nó hơi có màu vàng một chút xíu rồi sau khi ok rồi ở đây các bạn sẽ chọn cái blending mode của cái color fill này các bạn sẽ để là uh, color dot ha color dot hoặc là lighten tùy các bạn ở đây thì mình nghĩ là color dot là đẹp nhất À, mình sẽ chọn lại cái à, màu này cho nó phù hợp đó các bạn thể thấy là đây chúng ta để chọn được cái ánh sáng này ôi mình nghĩ là màu này khá là đẹp này nó vừa có kem vừa có vàng nó nhìn nó rất là tự nhiên tại vì ánh sáng tự nhiên nó phải đổi màu như vậy thì nhìn nó mới đẹp đó, sau khi xong rồi, ở đây các bạn có thể làm cho nó nhòe ra hơn tùy theo ý muốn của các bạn nhé Bằng cách các bạn có thể vào Filter, chọn là Blur và chọn Gaussian Blur Ở đây thì các bạn có thể tăng giảm cái Blur này lên làm sao cho nó vừa ý, tất nhiên là tăng ít thôi Tại vì hồi nãy các bạn đã làm Blur nó một lần rồi ha Cho nên là ở đây các bạn Blur lên thì Blur ít thôi Chứ Blur nhiều quá nhìn nó kỳ lắm à, Mình nghĩ là ở loanh quanh khoảng 8 này nhìn khá là đẹp này Đó, 8 này nhìn khá là đẹp này và các bạn click OK ha sau khi xong rồi thì ở đây các bạn tất nhiên cũng cần phải làm tiếp đó là chúng ta bởi vì có một cái ánh sáng chính rồi thì chúng ta cần phải có cái luồng sáng ở ngoài tại vì nó hắt sáng đó mà ha Thì chúng ta có thể ở đây các bạn có thể sử dụng cái brush cũng được hoặc là bất kỳ một cái gì cũng được Các bạn là uh, control shift n đó và ở đây kinh nghiệm của mình các bạn sẽ lấy cái mẫu màu ở trong này nha Các bạn sử dụng cái eyedrop này eyedrop này các bạn click lấy mẫu màu ở đây có thể đè click cũng được ha đó mình lấy nó hơi đậm đậm màu chút xíu hơi màu nâu đó ở đây đi à, ở đây các bạn sẽ để hardness là không phần trăm kích thước nhỏ thôi ha kích thước nhỏ thôi các bạn sẽ click một cái ha các bạn click một cái sau đó các bạn cần chôn tê cái layer này lên các bạn vẫn các bạn nhớ là các bạn đang tạo cái đốm cái vùng sáng á, ở một layer mới nhé các bạn cần chôn tê nó lên và các bạn phóng lớn nó lên đó khi các bạn làm như vậy á, thì cái ánh sáng của bạn nó tỏa ra rất là mềm so với lại các bạn sử dụng những công cụ khác ha kinh nghiệm của mình thôi thì ở đây các bạn thể làm theo bất cứ cái gì ví dụ như là các bạn đã có kinh nghiệm để làm rồi thì các bạn có thể làm theo cách của các bạn cũng được ha mình sẽ uh, sử dụng là screen khá là đẹp này screen mình giảm opacity đi chút xíu giảm opacity đó rồi ở đây các bạn thể nhân đôi lên để chúng ta lại chuyển qua những cái vị trí những cái đèn khác các bạn có thể tăng giảm cái uh, tăng giảm cái 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 vùng sáng đó lên này đó nhân đôi lên lại xuống đây À, thu nhỏ lại chút xíu đó để thu phóng to thu nhỏ này thì các bạn sử dụng cần t thôi cũng không có gì gọi là phức tạp cả ha đó bóng đèn ở đây nữa mình sẽ thu nhỏ lại chút xíu à, nó qua bên này đó cần cần chay ha các bạn để nhân đôi lên thì các bạn bấm nút cần chôn chay phím chay là phím nằm giữa phím h và phím k đó đó cần t để chúng ta phóng lớn lên À, lại cần chôn chay để chúng ta nhân đôi rồi lại coi cần t để chúng ta phóng lớn lên nó cơ bản nó cũng khá là để dễ đúng không nếu như các bạn đã đã làm rồi thì các bạn thao tác cùng với mình rồi thì các bạn sẽ thấy là nó cũng không có gì gọi là phức tạp lắm cả ha ở đây để nếu như các bạn muốn thay đổi màu của những cái phóng lớn này thì sao các bạn có thể chọn tất cả các layer này bằng cách là chọn cái ở đầu và cái ở cuối sau đó các bạn giữ phím shift các bạn click cái ở đầu còn lại và chúng ta click chuột phải hoặc là bấm cần g ha hoặc là các bạn click chuột phải chọn là uh, group layer gì đó thì nó cũng sẽ ra ở đây thì nó là cái ánh sáng lập lòe đó để đổi màu các bạn sẽ click chuột phải và chọn là blending option ha hoặc là click đôi và ở thanh ở trong này thì nó cũng sẽ hiện ra cái bảng layer style blending option cho chúng ta ở đây các bạn chọn là color overlay ôi oh, mình bị thiếu rồi nè mình phát hiện ra là mình bị thiếu mất một cái uh mình bị thiếu mất một cái ở đây mình sẽ nhân đôi cái ở dưới này lên và mình phóng lớn lên đó ok mình bị thiếu cái ở đây bù thêm thôi không có gì cả rồi uh, click đôi này hoặc là chọn click phải chuột và chọn blending option ở trên cùng nhé click đôi đó và ở đây mình sẽ qua cái color overlay ở đây thì các bạn có thể chọn cái màu khác nếu như các bạn thích ha. À, ví dụ như là các bạn, các bạn muốn chuyển sang màu vàng nó đậm màu hơn kiểu vậy hoặc là các bạn uh, chuyển sang một cái màu nó đậm hơn đó thì các bạn có thể làm ở đây nha à, cá nhân mình thì mình nghĩ là cái màu này cái màu mình đang làm này cũng ông gọi là khá là ổn rồi cho nên là mình cũng sẽ thay không thay đổi nữa ha để cho nó đẹp hơn thì các bạn có thể thêm những cái bo ke cũng được ha thêm những cái bò ke cũng được tuy nhiên là ở đây á thì mình sẽ thêm uh, cái uh, gọi là cái ánh sáng lập lòe từ cái đom đóm ha stop đâm đó thì mình cũng để kèm ở trong mới rồi thì các bạn có thể tải về thêm ha thì cái này khá là đơn giản thôi như là những cái hướng dẫn mà mình đã hướng dẫn các bạn thêm đó mình sẽ kéo thả cái stop này vào trong hình của ông ta đó kéo thả đơn giản vậy thôi các bạn nhấn enter sau đó ở cái stop này các bạn chuyển nó sang là planning mode là screen đó screen thì cái màu đen nó sẽ biến mất và ông ta sẽ có cái phần màu trắng còn lại như thế này đó để cho đẹp thì mình sẽ à, kiểu thế này này đi. Ở đây chúng ta có những cái nó hơi bị cắt góc này, nó hơi bị cắt góc này. Thì uh, các bạn có thể uh, tạo một cái layer mask hoặc là sử dụng cái eraser, eraser tool này luôn để chúng ta xử lý đây luôn. Tất nhiên đây đang là smart object thì không được nha. Thì các bạn click vô cái nó sẽ yêu cầu các bạn chuyển thành layer bình thường, nó mới cho các bạn là uh, nó mới cho các bạn xóa. Ha. Thì đây chúng ta cứ, cứ click ok để cho nó chuyển về bình thường thôi. Cũng không có gì gọi là khó khăn. Rồi. Ở đây các bạn có thể thấy là cái vùng chuyển này nó không có đẹp Vùng chuyển này nó xấu ạ Cho nên là mình sẽ vào Filter Blur, Gaussian Blur Và mình làm cho nó mềm ra ha, Làm cho cái blur này nó mềm ra một chút xíu, đó cái vùng chuyển nó sẽ đẹp hơn Rồi, ở đây thì các bạn có thể thêm những cái ánh sáng lập lòe khác, ví dụ như là những cái, đây đi Một chút xíu vậy thôi, chọn là screen luôn ha, Chọn là screen luôn, ở phía xa xa À, đó phía xe thì nó phải mờ, phía xe nó sẽ phải mờ, mình sẽ sử dụng Gaussian Blur luôn. đó cho nó mờ lại chút xíu này và mình click OK và tiếp tục một một đốm ở khu vực cái tay của người mẫu nữa thì mình sẽ chọn cái này đi. đó chúng ta cứ kéo thả thôi cũng không có gì gọi là phức tạp cả, kéo thả và chọn Screen đó và sử dụng cái Move Tool này để chúng ta di chuyển thôi. đó thấy cái luồng không, nó giống như là ở phía xa xong cái chạy tới khu vực người mẫu xong cái luồn ra phía trước người mẫu à, đi xuống phía dưới để chúng ta coi thì nó nhìn nó khá là đẹp đúng không à, mắt nhìn của người mẫu ở đầu nhỉ Hình như tít ở đây thì phải hơi kệ cho ở đây đi <laughs> đúng là người mẫu nhìn đây thì mình phải kéo lên nhưng mà hơi kệ đi coi như là người mẫu đang nhìn lên ánh đèn rồi tự cười một mình à, nghe nó cứ <laughs> Ok, không sao cả ha, không sao cả. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ retouch lại người mẫu một chút xíu. À, mình sẽ quay trở lại uh, người mẫu này ha và click ở đây luôn, chọn ngay cái layer người mẫu này. Các bạn có thể sử dụng cái plugin Portrader. À, Lúc import trader thì mình có share ở trên website của mình rồi thì các bạn thể vô website của mình để các bạn cài à, tải về và cài vô máy nhé cái này nó cũng khá là đơn giản thôi nó cũng không có gì phức tạp cả rồi ở đây thì mình sẽ chọn luôn là medium luôn và chúng ta click ok. Đó chọn cái medium này và chúng ta click ok. Ha. Thật ra mình cũng không có gọi là không quá cầu toàn ở vấn đề là da rẻ nó phải như thế nào cho nên là mình cứ chạy medium ha. Sau đó các bạn có thể làm giảm bớt đi. Ví dụ như là các bạn cảm thấy cái da của các bạn mịn quá thì các bạn có thể giảm bớt đi. Ctrl Uh, ship và chọn F để em ta chọn cái fade nhớ là ngay khi ngay sau khi các bạn uh, click OK ở trong port trader thì các bạn mới cần chọn ship F được chữ F này chữ fade này là F này để chúng ta có thể giảm bớt cái bước uh, tiếp nối ngay ngay trước đó để các bạn có thể giảm bớt đi ví dụ như ở đây đang là giảm bớt cái fade của cái port trader. đó có thể tăng giảm để các bạn để ý phần da người mẫu này đây là khi có port trader đây là khi không có nhé thì đây mình sẽ giảm khoảng cỡ bảy mấy phần trăm đó rồi sau đó thì uh, mình sẽ sử dụng cái uh, uh, mình sẽ sử dụng cái Spot Healing Brush đi ngay đây các bạn click chuột phải chọn Spot Healing Brush uh, cái phím tắt là chữ J đó đó thì chúng ta bôi vào phần người mẫu thôi hoặc là các bạn sử dụng đây mình sử dụng Path Tool đi cho nó nhanh cho nó gọi là đúng ý chứ còn chờ như kiểu máy móc nó làm việc tầm này thì cái máy của mình nó làm việc khá là nặng rồi bởi vì mình vừa làm Photoshop vừa quay uh, vừa quay màn hình vừa quay webcam xong cái ở phía dưới thì có thể là còn một số cái phần mềm đang là chạy nền nữa thì các bạn thể thấy là cái máy của mình nó gánh vác khá là kinh cho nên là nếu như mà mình sử dụng những cái công cụ gọi là ai hay là tự động của Photoshop á, thì cái máy của bạn nó sẽ gánh rất là nặng tương tự nếu như các bạn sử dụng những cái máy mà cấu hình thấp á, thì các bạn cố gắng nếu được thì sử dụng tay để chúng ta giảm tải cho cái máy đi tại vì tiền ta không có thì <laughs> làm thay cái máy đi chứ sao bây giờ và như kiểu mà gặp như mình mà giàu giàu có hơn chút xíu thì đã đã không phải làm vậy rồi rồi mình sẽ zoom vào đây để chúng ta xử lý một số cái lỗi ở phần uh, da ở phần này nữa đó đây là lời hứa với người mẫu khi mà mình hồi đầu mình làm ở khu vực này nó hơi xấu ha mình nói là mình sẽ fit thì ở đây đó mình fit rồi đơn giản là vậy thôi một số cái phần uh, nó hơi nó hơi nhanh một chút xíu không sao cả ha khá là đẹp chưa khá ổn đúng không rồi ở đây có thể là các bạn có thể liquify lại chút xíu để chúng ta nhìn người mẫu nó dễ thương hơn kiểu vậy à, mình sẽ sử dụng filter và chúng ta chọn là liquify ngay đây đó vẫn vẫn đang chọn vào cái layer người mẫu nhé nhớ chúng ta vẫn đang chọn layer người mẫu chúng ta chưa có đổi đi đâu cả ở đây thì uh, mình có thể là bóp mặt bóp uh, phần uh, tay uh, bóp phần tay này một chút xíu để cho nó nhìn cho nó nhẹ nhàng hơn chứ uh, người mẫu đó nếu như mà cái phần bóp tay này nó không có nó không có được là thuần lắm thì nhìn nhìn nó bớt cái nữ tính đi. À vậy thôi. Này người bình thường ai chả vậy. Cho nên là mình mới phải sử dụng cái Photoshop chứ. Chứ còn như kiểu mà hoàn hảo quá rồi Photoshop làm gì nữa. Ở đây thì mình sẽ đẩy nhẹ gò má gò má của người mẫu lại để cho chúng ta nó đẹp hơn ha. đẩy nhẹ vậy thôi, không có gì gọi là phức tạp quá cả. Ở đây thì mình sẽ cho người mẫu một chút eo. Đó và mình click ok mình không biết là mình có dính vào cái đó để chúng ta có một chút xíu lỗi ở phần này và phần à, có thể là liquify này mình sẽ phải gom cái layer này lại trước khi chúng ta liquify ha ok thì mình sẽ sử dụng um, command uh, control alt shift e để mình gom tất cả layer ở dưới lại ha mình gom tất cả layer ở dưới lại này thành một layer mới ở đây thì mình sẽ sử dụng liquify À, mình nhớ lưu cái liquify hồi nãy mình làm rồi, cho nên là ở đây mình chọn là filter liquify hoặc là cần cái này cũng là cần cho ship f à nó hơi lỗi chút xíu. <laughs> đó thì nó cũng sẽ à, sử dụng lại những cái điều chỉnh liquify hồi nãy mình mới làm thì nó áp vào đây. ha phần tóc này hơi lỗi chút xíu này, nếu như các bạn làm thì các bạn uh, xử lý lại giúp mình chút xíu nhé. ở đây thì có thể là phần ô này mình muốn cho nó hơi ánh vàng một chút xíu, tại vì hát từ ở trên xuống mà thì mình sẽ Ctrl Shift N. À, mình sử dụng cái plus màu vàng, màu vàng mình vẫn còn đang lưu ở đây. Opacity mình giảm bớt đi và mình bôi màu vàng ở khu vực cái ô này ha. Một chút xíu thôi, không có nhiều quá, ha. ít thôi và mình sẽ sử dụng là color dark, opacity giảm xuống à, hơi dính vào cái ô quá nhỉ? Hơi dính vào cái ô quá thì à, mình nghĩ là thôi kệ cho không cần nhỉ? Rồi, ok, cứ vậy đi. Ở đây thì mình sẽ vào quay trở lại cái camera raw để mà mình làm cho nhìn cho nó hợp tông một chút xíu. Để cơ bản là chúng ta đã xong rồi đó, nhưng mà mình đang muốn cái ảnh của mình nó đẹp hơn một chút xíu ha. Có thể là mình sẽ sử dụng thử sử dụng cái preset của mình áp vào đây xem sao. Thử uh, sử dụng một số cái preset để cơ bản là khi các bạn sử dụng preset như này á, thì cái ánh sáng của các bạn nó cũng sẽ uh, tệp vào mà. Ôi cái màu 21 này nhìn đẹp phết nhỉ? Nhưng mà nhìn nó không hợp lắm Thôi mình có thể là mình sử dụng tay thôi Mình tăng temperature một chút xíu Giảm highlight đi một chút xíu thôi Đừng nhiều quá Contrast giảm yeah. À ánh sáng thì đây các bạn có thể tinh chỉnh lên Nhẹ nhàng một chút xíu thôi Clarity mình giảm xuống nhìn cho nó có tí mộng mơ Kiểu vậy Và click OK Đó thì chúng ta có cái kết quả như này Đó khá ổn đúng không? nhìn nó lung linh hơn so với lại lúc đầu. thì đây các bạn để thêm những cái typo ở đây cũng được, ha? tùy tùy theo gu các bạn thôi. thì đó là tổng quan về cái à, cách chúng ta làm một cái bức hình à, từ một cái ảnh à, buổi sáng và chúng ta có một cái ảnh gọi là buổi tối như thế này <laughs> lung linh hơn và nó hơi mami chút xíu và nếu được các bạn thêm những cái typo để nhìn cho nó gọi là có chất hơn rất là toàn bộ video này à, nếu như các bạn thích thì các bạn hãy nhấn like à, comment cho mình biết là các bạn muốn mình làm về những cái video gì trong lần tới nhé thì rất à, là toàn bộ video Chào các bạn đã xem nhớ subscribe à, nhấn cái nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào ở phía này thì mình sẽ có những cái video khác thì các bạn có thể click vô để các bạn tham khảo những video khác của mình nhé mình làm rất là nhiều rồi ha thì đó toàn bộ video bye bye các bạn hẹn gặp lại các bạn vào video lần tới.